Bức ảnh gây xót xa, Thủy Tiên đứt tay ngay sau tiết mục đồng diễn mở màn. Sự cố không hay này đang khiến các fan không khỏi lo lắng. Tới ngày 25 tháng 10, đêm chung kết Big Trend International 2022 đang được diễn ra tại Indonesia. Ngay mở đầu chương trình, đương kim Big Trend International 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên cùng dàn thí sinh đã có màn đồng diễn khuấy động đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra khi nàng hậu bị đứt tay vì xước phải các phụ kiện sắc nhọn đính trên trang phục. Hình ảnh được trợ lý chia sẻ đã khiến các fan không khỏi lo lắng khi Thủy Tiên sắp tới vẫn còn màn final quát và xuất hiện trên sân khấu với nhiều vai trò quan trọng khác. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Thủy Tiên sẽ chính thức final quát khép lại kỳ đương nhiệm đầy thành công của mình trên cương vị Miss Grand International 2021. Cô được xem là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự yêu mến nhất, mang về nguồn lợi nhuận và lượng fan rất lớn cho tổ chức Miss Grand International. Trong đêm chung kết tối nay, khán giả cũng đang dành sự quan tâm cổ vũ rất lớn cho Đoàn Thiên Ân. Tuy nhiên, rất tiếc khi Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân ở top 20. Hoa hậu Thủy Tiên, tên đầy đủ Nguyễn Thúc Thủy Tiên, sinh ngày 12 tháng 8 năm 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng theo học khoa tiếng Pháp văn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Vào cuối năm 2021, Thủy Tiên là đại diện đầu tiên của Việt Nam đăng quang tại Miss Grand International.